What are you waiting for? So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do. Hello mọi người, và bây giờ là 5:30 sáng. Và sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bây giờ cũng là 5:36 rồi. Hôm nay là giờ thứ 6 để mình mặc áo lót. Và xong thì cũng là 5:45 rồi. Thì mình sẽ lấy cặp rồi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng thôi các bạn. Do là mình không biết nấu ăn cho nên là mình sẽ nấu món đơn giản thôi, đó chính là mì xào bò. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Thì khoảng 6 giờ mấy thì mình đang ở trên xe rú rú nè các bạn. Ok, đi thôi. Bình thường tiết đầu tiên của mình là tiết toán, nhưng do hôm nay phải giờ là xem điểm mấy dịch đó nên sáng hôm nay mình biết điểm luôn. Thì mình vô trường sớm khoảng 15-20 phút gì đó cho mình ngồi chơi thôi các bạn. Sau 2 tiết học mòn mỏi rồi cuối cùng mình cũng được ra chơi rồi nè. Nói thật thì view trường mình đẹp lắm luôn á. Năm sau mình học lớp 8 rồi nên phải qua cơ sở 1 học. Nên cũng thấy hơi buồn, trường mình ra chơi được có 15 phút à. Nên bây giờ mình phải lên lớp học công nghệ nè các bạn. Thèm quá à. Tìm con kiến. Thiếu năng. Thiếu năng. Quý yêu. Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, mình đăng ký ăn bánh trú nên sẽ đi xuống phòng ăn. Còn bạn nào ăn ở căng tin hoặc đem đồ ăn thì ăn ở khu ngoài. Trưa nay mình ăn cái gì đó với bánh mì á. Thì sau khi ăn xong thì mình sẽ vào căng tin để mua nước. Chào xong Molly. Về sau khi mua nước thì mình đi vòng vòng trường để mình chơi mọi người. Ok, thì do hôm nay là ngày cuối nên cô bảo mẫu phòng mình chơi chơi. Thì 12:20 rồi thì mình phải dậy thôi các bạn ơi. Theo tiết buổi chiều hôm nay mình học tiết sinh. Ok, theo học 2 tiết sinh xong thì là dậy ra chơi. Do 2 tiết cuối mình học thể dục nên là mình đem cặp xuống luôn. Và sẵn đi vòng vòng để quay cái cảnh trường mình á. Thì lúc này là giờ đã chơi xong hết rồi đó các bạn. Và đây là sân đá banh của trường mình, là nơi mình thích nhất luôn ấy. Và bây giờ là 3:45 thì mình cũng đi về rồi. Nhưng mà mình có hẹn với mấy bạn á, chia sẻ của mình đi ăn. Thì đầu tiên thì tụi mình đi qua hẻm Hai Bà Trưng á. Nhưng mà do đông người quá thì tụi mình qua cửa hàng tiện lợi đối diện cơ sở 1 của trường mình. Và sau đó thì tụi mình đi qua Vincom để ăn tối. But I don't need a lot of wishes, cause I'll be okay if I get one. If I had one wish, we would be best friends. Love would never end, it would just begin. If I had one wish, you would be my boo. Promise to love you, trust me, I trust you. If I had one Và sau khi ăn xong thì cũng hơn 7 giờ rồi các bạn. Và tụi mình đi về nè.
Vincom, nó đối diện cơ sở 1 của trường mình á. Nên mình đi vào để xem thử có gì vui. Lúc này thì mình đang làm gì chứ có camera mình cũng không biết nữa. Nhưng mà do mình cho giáp mặt mình đen quá chứ mình cũng không thấy được nữa mọi người. Đây cũng là hết video một ngày đi học của mình rồi. Và các bạn đừng quên nhấn đăng ký cho kênh của mình nha. Ok bye bye các bạn. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm